Chạy nhanh lên, chạy nhanh, tụi nó sắp đuổi kịp mình rồi. Ơi, tụi nó tới rồi kìa. Chạy 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 chạy. Ok kìa, okay. Bây giờ nói nhanh lên. May quá, tụi nó mất dấu mình rồi. Nhưng mà tụi nó đã làm hại ba mẹ của mình và em của mình nữa. Không thể nào. Mình phải cứu họ. Nhưng mà sao mình cảm thấy mệt quá. Mình không chịu nổi nữa rồi. Anh ở đâu vậy? Sao? Hello, Lão. Ai vậy? Ủa, hello. Ai vậy? Hello. Nhìn Lão vậy? Ôi, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Dạ, dạ, cái gì đâu. Không được lại đây, không được lại đây. Ơi, đừng có lại đây nha, đừng có lại đây nha. Có phải người chính là người đã chủ mưu hại ba mẹ của ta không? Dạ, tôi có biết gì đâu. Mình tỉnh. Đừng có xạo, bây giờ ta không có tin ai hết. Ta chính là Husky, Yogi Bảo Tố đây. Nhưng mà cái lũ quái vật gì đó nó đã bắt ba mẹ của mình rồi. Nó còn hại em trai của mình nữa. Thôi nè, đừng có buồn. Bạn có mệt gì không? Bây giờ mình đưa bạn về mà. Ủa, người ta có đói không? Người không có sợ ta hả? Ta là hết ghi quay ghi nha, không có sợ hả? Không, ấy bạn bình thường cái gì đâu mà nhìn mặt đã sợ em nó không sợ. Trời ơi, đáng sợ lắm anh nha. Ta hết ghi quay ghi bảo tố, ba mẹ của ta là vua bảo tố rất là mạnh luôn. Nhưng mà một ngày nọ bị tụi quỷ quái vật gì đó nó tới nó phá rồi nó bắt ba mẹ, làm hại ba mẹ ta luôn rồi. Thôi được rồi, không có nói nhiều nữa. Bây giờ ta sẽ quay lại thế giới của ta để ta cứu ba mẹ của ta nữa. Tại vì họ đang gặp nguy hiểm, ta là con trai của họ mà. Cố lên, mình phải đi cứu họ thôi. Mẹ bình tĩnh. Mệt quá hết sức rồi. Hơi xỉu đây. Xỉu. Ủa, cho nó nằm anh đây vậy? Ê, nó bị nhất xỉu á, tự nhiên nó xỉu ở trong cái giường tôi mới đem về đây nè. Trời ơi, mà nó là cái gì vậy trời? Ai biết, nó tự xưng là hất ghi quốc ghi bảo tố gì đó đó. Cái gì không? Bảo tố gì mà xỉu một cái gì trời? Ê, nói xấu gì tao đó, mày nói xấu gì tao đó. Anh có tưởng nhà tao chính là hất ghi quốc ghi bảo tố. Có thể làm được rất nhiều cây rất là hay ho, có biết không hả? Nhìn tao đây, hay cha. Ta đang dùng sức mạnh của Husky Wogi Bảo Tố để xử lý người dám chê ta. Hay cha. Mày hết trơn vậy. Sa. Ôi. Ây da, đâu vậy? Trời. Ây da, ây da, đâu. Mày đâu vậy? Ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da. Trời, đừng có đánh nó mà. Tôi xin lỗi. Đừng có đánh nó mà. Trời, người ta còn yếu sức mà trời. Mày đánh vậy luôn á. Đúng rồi. Tôi ủi sao con gì bố hỗn láo hỗn sượt vô nhà người ta. Quá hay vào. Trời ơi, không lẽ là mình yếu thiệt chứ sao vậy các bạn? Bởi vậy mình không có thể cứu được ba mẹ của mình mà, đúng là thất bại thiệt chứ. Ba mẹ của bạn là sao vậy? Kể tôi nghe coi. Ôi, thì câu chuyện là như vậy nè. chạy đi mọi người ơi. Ôi, có chuyện gì vậy ba? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, em chạy vô đây theo ta nhanh lên. Có chuyện gì vậy ba mẹ? Ba mẹ rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao mình phải chạy ba mẹ? Con ơi, thành phố của chúng ta đừng bị xâm lược bởi mấy bọn xấu rồi. Bây giờ chúng ta phải ở lại chiến đấu, còn biết không? Ê, ở đây nè mấy con. Ôi, sao vậy ba? Ôi, có chuyện gì vậy? Con hãy trốn trong đây đi. Được, không sao hết. Các con cứ ở yên đây đó nha. Em đi hỗ trợ. Còn ba mẹ thì sao? Ê, ba mẹ. Không sao đâu. Cái con ở đây. Bây giờ em trai, bây giờ em phải ở yên đây với anh nha. Phải nghe lời ba mẹ, không có được đi ra ngoài đó, hiểu chưa? Để anh trai coi ba mẹ thử. Em nhớ ở yên đây nha. Để mình ra coi thử coi. Ba mẹ mình đang làm cái gì ngoài đó vậy? Tôi không biết ba mẹ của mình đâu rồi nữa. Cái gì vậy? Tấn công nó đi anh. Trời ơi, ba mẹ của mình kia. Có cái con quái vật gì bự quá vậy? Ơi, trời đất ơi. Hình như đó chính là cái con quái vật mà ba mẹ mình nói đã xâm lược cái thế giới này, cái thành phố trời của mình. Để coi phải làm gì. Ba mẹ hãy giữ nó đi. Trời đất ơi, không được rồi. Mình thấy ba mẹ mình không có chơi lại nó rồi. Trời, bây giờ mình phải làm sao đây? Ôi, chết rồi. Nhưng lúc này đó. Trời ơi, ba có sao không vậy? Chết rồi, mọi người chạy mất tiêu. Từ, bây giờ mình phải quay lại. Mình phải quay lại em mình. Mình quay lại em, bảo vệ em mình. Không được, nhanh lên. Bây giờ mình phải đưa em trai mình ra khỏi đây trước khi gặp nguy. Ơ, cái gì vậy? Ôi, em trai của tôi. Cái gì vậy? Ôi, tôi quá giận, nó bắt em trai của mình rồi. Chạy, em trai. Ôi, không được, ngươi không được làm hại em trai của ta. Chạy, nó đánh mình kia. Ây da, tức quá. Mình phải sử dụng sức mạnh của mình. Cha đi. Ôi trời đất ơi, xin lỗi em trai, anh không cứu được em rồi. Chạy khỏi chỗ này thôi nhanh lên. Bây giờ mình phải kiếm ai đó giúp đỡ mình chứ không là đau quá. Thôi nó đuổi ra bên ngoài à. Cố lên. Xong cái tôi chạy tới khu làng, cái tôi xỉu, cái bạn cứu tôi, bạn đem tôi về đây đó, chuyện là như vậy đó, hiểu chưa? Nghĩa là vậy. Giờ không biết ba mẹ tôi, em trai của tôi sao nữa. Em trai tôi mà có chuyện gì à, chắc tôi không sống nổi luôn. Tại tôi không có để ý nó, cái nó bị tôi nó bắt đi. Ê, nói vậy đâu có được đâu. Chứ sao giờ? Giờ cho bạn nó có điện lại đi. Ôi trời, cái bụng tôi kêu rồi. Nhưng mà nhìn bạn yếu quá. Dạ sao vậy? Không biết. Hay cho bạn ăn, cho bạn khỏe lại. Nó bụng mà, vô xuống chân chân chân. Nó bụng quá trời ơi, mình chạy một mặt từ kia tới đây luôn, đói bụng đúng rồi. Đâu ăn cái gì vậy? Ê nè. Okay. Ăn đi. Ok, wow, bạn cho mình ăn cái gì đây, mình ăn thử coi. Ngon. Trời ơi, ngon quá. Sao mấy bạn tốt với tôi quá vậy? Mới có gặp lần đầu. Có thêm món nè.
mới gặp lần đầu thôi mà mấy bạn tốt với tôi quá trời. Không có có biết làm sao để đền đáp công ơn này nữa. Vừa cứu tôi còn cho tôi ăn nữa. Cảm ơn thiệt là nhiều nghe. Nhưng mà không có gì. Tôi vẫn muốn cứu ba mẹ của tôi. Ngọc cảm ơn mọi người nhiều nha. Không có gì. Không có chi. Mà sao thấy bạn yếu vậy hả? Nên nãy kể chuyện ba mẹ bạn điện mạnh lắm mà. Sao bạn bóng này đẹp kỳ chăng? Tôi không biết tại sao nữa. Hình như trong người của tôi cái nguồn điện nó vẫn chưa đủ. À quên mất, hình như mình có cách để xem cái nguồn điện của mình. Ấy, đây sao đây? Ấy cha. Ấy, đây bên trái của tôi nè, nó có một cái thanh đó nó mới nằm ở mức cuối cùng, thấp nhất là chưa được một chút xíu nào hết trơn à. Hình như là tôi phải kiếm cách gì đó để làm tăng cái thanh đó lên là tôi mới có năng lượng điện mạnh như kiểu piu piu piu, nó mạnh hơn được. Ôi trời ơi. Lắm. Đúng rồi. Mấy bạn có cách nào không? Mấy bạn có cách nào không? Hay là thử bạn đút tay vô ở cắm điện đi. Ôi trời đất ơi, nghe gì đáng sợ quá nghe, chết người hết trời. Ôi nhưng mà thử. Nhưng có điện mà. Tại vì tôi là hết ghi gu ghi điện nên tôi mới làm được nha, chứ mấy bạn bình thường là đút vô là chết đó nghe. Đừng có làm bậy. Trời ơi. Ok, để coi chỗ điện nằm đâu vậy trời. Đâu. Bên này nè. Ở đâu vậy? Đâu vậy? Ồ, à đây là cái ổ cắm điện à. Trời đất ơi. Ok, bây giờ tại vì tôi là hết ghi gu ghi điện nên tôi sẽ thử nha mọi người. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ lấy nguồn điện từ trong này. Ok, tôi đưa cái tay tôi vô nha. 1 2 3. Chô! A trời đất ơi. Trời lâu gì vậy? Nổ banh tanh luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà khoai đã. Ôi, nhìn cái thanh của tôi nó đã tăng được một chút xíu rồi nè. Ôi trời đất ơi, nhưng mà được có chút xíu à. Mà thay vào đó cái nhà bạn nổ luôn rồi. Vậy là không được rồi. Trời ơi, không được đâu. Như vậy là không được rồi. Ôi trời, cái gì vậy? Cái này là gì vậy? Cái này là cái collect. Trời ơi, giờ phải làm sao ta? Mình cắm vô hư hết cái nhà mà được có chút xíu rồi, biết bao giờ mới đủ mới có được năng lượng điện tuyệt vời mà xài mà cứu ba mẹ của mình đây. Ê, không thì đi ra cái cột điện ấy, cột điện nó có nhiều lắm luôn á. Cột chắc điện là sẽ cho bạn gần đầy cây luôn. Ủa, cột điện là cái gì vậy? Đâu, dắt tôi ra thử coi. Đây. Trời đất ơi, nghe cái cột điện là thấy nhiều điện rồi các bạn ơi. Để ra coi thử coi. Ồ, cái này là cái gì vậy? Cột điện á, giờ trên chở lên nó có chứa rất là nhiều điện không? Bây giờ bạn kiếm cách leo lên và hút năng lượng của nó đi. Trời đất ơi, cái này là cái cột điện á. Trời ơi, nhìn nó ghê quá, dây điện gì ghê quá. Ơ, nhưng mà nghe mấy bạn này nói có vẻ hợp lý. Nếu mà lên trên đó được chắc chắn sẽ có rất nhiều điện để giúp mình trở thành một hất kia điện nghe bảo tố thiệt là xịn. Rồi để coi, bây giờ để tôi lên trên kia thử. Chết rồi, không có lên được rồi. Ủa, đằng sau có cái cầu thang này mọi người ơi. Đây. Ồ, leo lên đây có vẻ được nè. Vậy là mình sắp có điện rồi. Không sao, để tôi làm được, tôi làm được. Ồ, mình đã lên được trên cục điện rồi nè. Ơi, trên này đúng là như mấy người kia nói thiệt, trên này nhiều điện quá nè. A, đất lại rồi. Ây da, trời ơi, để tôi lên lại coi. Ok, tôi lên lại được rồi nè. Ơi mấy bạn ơi, trên này đúng là như mấy bạn nói luôn á, nhiều điện thiệt sự luôn. Ok, mình sẽ hút thật là nhiều điện. Hút thật là nhiều điện đây. Ôi trời đất ơi, mình vừa nghe cái tiếng gì vậy? Ủa sao tối vậy? Ôi sao tối không vậy? Mình làm gì đây vậy? Ôi trời đất ơi, sao tự nhiên đuổi tụi cháu vậy? Trời ơi là trời ơi, nhìn vô làng đi, làng điện mất hết tiêu luôn. Trời ơi, tụi bay làm chứ đâu. Ôi trời, tôi đã làm cái gì đâu, con có làm gì đâu. Ôi mình đã làm gì vậy? Mới điện còn kìa. Mình đã là thu hết điện ở trong làng luôn rồi. Ôi trời ơi, chạy là chạy đúng rồi, chạy thôi. Chạy đi, nhanh lên, chứ không bị đập được. Ôi trời ơi, ông chú dữ quá, ông chú ơi, con xin lỗi, con biết đâu. Trời ơi, mệt quá, nhưng mà chưa có được cái gì hết, là chưa được một nửa thanh của tôi nữa. Mà bị... Nãy giờ chưa được luôn. Đúng rồi, vậy mà tôi làm bất công mấy bạn quá, tôi xin lỗi mấy bạn nhiều nha. Thôi không sao đâu. Bãi rồi. Vậy là không có cứu ba mẹ tôi rồi. Thôi, đừng có buồn. Buồn quá, không chịu đâu. Ê, tôi có cái cách này, Ủa? Cách gì vậy? Còn cách gì nữa? Ê, quay, còn nhớ cái cột gì thu lôi gì đó trên cái đỉnh núi không? Giờ dọc bắn nó lên đó đi. Cột thu lôi ở trên cái đỉnh núi tuyết. Nếu bạn lên đó mà bạn chạm vào nó, sau khi mà xét nó đánh vô á thì bạn sẽ nhận được quá trời điện luôn đó. Ôi trời, nghe thu lôi là nghe có trời nhiều điện rồi. Ơi, vậy có lẽ. Ơi, trời không đang mưa nữa. Vậy là khả năng có sấm sét rất là cao. Thôi dẫn tôi tới đó đi, nhanh lên. Đi. Vậy là mình phải tới đó thôi. Mình còn hy vọng, mình còn cơ hội rồi các bạn ơi. Vui quá. Ơi, nhưng mà đi hướng nào vậy? Ôi, phải hướng nào vậy? Thẳng không? Ok. Ôi, hình như cái cục thu lôi bạn nói lại cục ở trên kia hả? Đúng rồi. Có lạnh lắm hả? Mọi người lạnh lắm hả? Đây tôi giúp mọi người, tôi có thể tạo ra điện rồi. Cái nguồn điện trong người tôi cũng được gần một nửa rồi. Bây giờ tôi có thể giúp mọi người. Đây tôi bắn rồi. Ấm chưa? Bắn đây nè, được rồi. Trời ơi, vậy là mình đã cảm nhận được nguồn năng lượng điện trong mình đã mạnh hơn rồi các bạn. Bắn ra lửa luôn nè. Ôi, bây giờ mình phải lên cục thu lôi rồi. Ôi, thấy rồi, đây lên, nhanh lên, cố lên mọi người. Vậy là mình sắp đạt tới đỉnh cao của nguồn điện rồi. Vậy khi đó mình có thể xử lý mấy cái tên quái vật kia để cứu ba mẹ của mình. Hoài quá, có mấy người này giúp mình, phải lên đó nhanh lên. Rồi. Ủa, đây chính là cái cột thu lôi mà mọi người nói hả? Đúng như vậy. Rồi, gần đây. Rồi điện đâu? Đụng vô đi. Đụng nè, điện đâu? Rồi bây giờ bạn đợi chừng nào sấm chớp đánh vô á thì nó mới có. Trời ơi, chạy đời biết lúc nào hả trời? Không biết luôn. Thôi, cố gắng
ráng đợi một chút nữa thôi. Ok, vậy đành đợi thôi chứ biết làm sao. Giờ thôi đợi thôi mọi người. Trời đất ơi, đợi vài tiếng rồi, mọi người đã làm cái lửa trại cắm trại ở đây luôn mà nó vẫn chưa đánh sét xuống các bạn ơi. Vậy biết khi nào nó mới cho mình sống sét để mình có sức mạnh điện đây. Vậy là thất bại nữa rồi. Thôi giờ phải làm sao đây? Vậy là thôi thật gà, làm gì một mình buồn chú rủi vậy? Thôi không sao, tôi muốn ở một mình, ông chơi với Huy ở trên kia đi, tôi muốn ngồi ở đây một mình. Ok. Ủa, ai quen quá vậy? Rồi. Em trai, có phải là em trai của anh không vậy? Phải là anh trai của em không vậy? Đúng rồi. Ơi trời đất ơi, em bữa giờ em đi đâu vậy mà anh không có tìm thấy em vậy? Em bị tụi nó bắt đúng không? Anh xin lỗi. Xin lỗi, anh không muốn em bị bắt đâu. Không sao, không sao. Tại anh em mới bị bắt mà. Tụi em có... xin lỗi tại anh nhớ em quá mà trời ơi. Nhưng mà ôi sao em thoát ra đây được hay vậy? Nhưng lúc tụi nó không để ý em đã chạy tát ra rồi. Ôi chạy tuyệt vời quá vậy. Còn ba mẹ của anh thì sao? Ba mẹ chúng ta thì sao? Ba mẹ thì vẫn đang ở bị bắt bởi mấy tên đó. Chết trời, thật là khốn nạn đi chứ, tụi nó thiệt là độc ác mà. Nhưng mà may là em đã trốn thoát được rồi. Nhưng mà bây giờ anh phải đi cứu họ, anh phải cứu họ bằng được. Bây giờ hãy dẫn anh tới chỗ của họ đi, nhanh lên, để anh cứu ba mẹ của anh rồi cứu ba gia đình chúng ta. Đi nhanh lên. Từ trước đó anh phải chào mấy người bạn của anh đã. Người họ đã giúp anh rất là nhiều. Từ đã, anh xíu nhận đứng đây đợi anh nha, đừng có đi đâu nha, đừng có như lần trước đó nghe chưa? Ok. Nhanh lên phải lên gặp ai. Hello mọi người. Đừng ngồi. Tôi nói nghe nè, bây giờ là tôi đã tìm cách được ra cách để cứu ba mẹ của tôi rồi. Bây giờ tôi thấy được ba mẹ của tôi đã ở đâu rồi, em của tôi đã gặp tôi các bạn. Nói chung là cảm ơn mọi người vì đã suốt thời gian qua đã giúp tôi nha. Không cái gì, bây giờ tôi phải gì? Đi rồi, tôi không biết tôi có gặp được lại mọi người nữa. Đúng rồi, tôi phải đi rồi. Thôi ở lại giúp đi. Thôi không ở lại được đâu, nhưng mà có gì rảnh tôi sẽ quay trở lại gặp mọi người nha. Để mọi người về đi, đừng có ở đây nữa mà nguy hiểm á, sấm sét đánh xuống bây giờ. Ok, trở lại thăm tôi nha. Ok, tôi đi nha. Thôi được rồi, em trai anh tới nè. Đâu tụi nó đâu? Hãy dẫn anh tới tụi nó, nhanh lên. Này nè. Ok. Đâu? Anh nhìn thử kìa. Ơi đúng là tụi quỷ đỏ rồi. Khổng lồ kia và ba mẹ của mình kia. Đúng rồi, chính là ba mẹ của mình. Được rồi, bây giờ anh đã có sức mạnh rồi, bây giờ em hãy ở yên đây để anh đi xử lý tụi nó. Hãy chắc là ở ngồi yên đây thôi nha, nghe chưa? Dạ. Không biết là với sức mạnh một nửa của mình như này có xử lý được tụi nó không, nhưng mà mình không thể để ba mẹ mình gặp nguy hiểm như vậy được. Thôi được rồi, phải xông pha một phen thôi. Ba mẹ ơi, con tới cứu ba mẹ đây. Ôi trời, ơi. Chết rồi, nó giết mẹ rồi. Tên quỷ đỏ đáng ghét, sao ngươi dám hãm hại mẹ ta? Ngươi nữa thằng cha kìa, bây giờ mày chết đi. Không kịp. Ai ba coi chân kia. Đúng là một lũ khốn nạn. Không được, ta sẽ không để ngươi làm vậy, ta phải trả thù. Mấy con trả thù bằng cách nào hả? Ây da. Ôi chết rồi, mấy con này mạnh quá, mình phải sử dụng một mình phải dùng điện thôi, sức mạnh của mình đã tăng lên rồi. Chết đi. Ây chết rồi, tụi nó đông quá, sao tụi nó cứ sinh ra nhiều quá vậy, không có chơi được. Mày chết ra đi. Ôi, mình thấy được sức mạnh mình đã tăng lên rất nhiều rồi, nhưng mà không thể đủ để đấu với tụi này. Không sao, mình phải cố gắng. Bậy, chết ra đi. Người dám làm hại ba mẹ của ta hả? Người. Tôi coi chừng làm sao kìa. Hả? Cái gì? Ai da, sao đông quá vậy. Trời đất ơi, chết ra đi. Ôi, không được rồi, tụi nó đông quá. Chết rồi, mình không đánh lại được rồi. Bây giờ chuẩn bị chết đi. Cái gì vậy? Hay cha! Người không thể giết được ta đâu. Sấm sét đã đánh vô người ta rồi. Bây giờ cái thành của ta nó đã tăng lên mức cao nhất rồi. Bây giờ nguồn điện của ta đã tăng lên mức cao nhất. Bây giờ ta sẽ đánh bại ngươi để trả thù cho ba mẹ của ta. Đánh đâu? Đánh tụi nó đây. Bây giờ tụi bay đã không phải là đối thủ của tao nữa. Hey, chơi. Bây giờ các ngươi sẽ phải trả giá cho những các việc ngươi các ngươi làm. Chết ra đi. Còn tên nào nữa không? Bây giờ tao đã xử hết thuộc hạ của ngươi rồi. Bây giờ tới lượt ngươi. Chết đi. Đâu rồi? Sao hả? Người làm được gì ta? Tên này cũng phải mạnh lắm chứ. Chết đi. Ây da, còn mấy tên nhỏ nè hả? Đợi đi. Chết đi. Tấn công nè. Chết đi. Người bắt đầu mất máu rồi. Bây giờ thì tới lượt ngươi. Chết đi. Chết rồi, sức mạnh của mình khủng khiếp thật. Nhưng mà đúng rồi, em trai của mình phải tới cứu nó. Nhanh lên. Em trai rồi. Ôi may quá em cũng còn ở đây. Em có sao không vậy?
Em không sao, nhưng mà ba mẹ đâu rồi? Ba mẹ hả? Ba mẹ thôi thôi được rồi, chuyện đó tính sau, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà cái đã, còn ba mẹ thì anh sẽ tính sau. Thôi từ đây anh sẽ chăm sóc em nên em đừng có lo nha, mặc dù không có ba mẹ nữa nhưng mà anh sẽ là người bảo vệ em chịu không? Dạ ok. Vậy bây giờ anh có sức mạnh của Huggy Wuggy rồi. Ôi, cái đầu của anh có cái vết gì nè? Hình như một khi đã đạt đủ sức mạnh tối đa là trên đầu mình đã có cái ký hiệu gì sấm sét gì nè các bạn ơi. Wow, vậy có nghĩa là mình đã trở thành một Huggy Wuggy thực thụ rồi. Thôi em còn chưa có cái chấm nữa, mai mốt anh sẽ chỉ em cách có để có cái chấm trên đầu là giống anh, để em có thể tự bảo vệ mình, hiểu được, hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi bây giờ thì đi về thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe cũng như là cho mọi người trong xin tốt tim nha. Và bye bye mọi người, đừng quên bấm vô cái chuông đấy nha. Bye 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 bye. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của xin tố tim dành cho ai là fan của xin tố tim. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của xin tố tim và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.